bản chất của cái gọi là giải thưởng nhân quyền Việt Nam. Vừa qua, đám phản động lưu vong có trụ sở tại California, Mỹ đã công bố bản báo cáo nhân quyền năm 2023 cùng với đó là công bố danh sách những cá nhân được nhận giải thưởng nhân quyền năm 2023. Vậy nguồn gốc và bản chất của cái gọi là giải thưởng nhân quyền Việt Nam là gì? Mạng lưới nhân quyền Việt Nam là một tổ chức tự xưng có trụ sở tại bang California, Mỹ, được biết đến là một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân, tập hợp thành viên chân rết của tổ chức này để tiến hành các hoạt động chống phá. Tháng 11 năm 1997, một nhóm người Việt sinh sống ở Mỹ do Nguyễn Thanh Trang, Lê Minh Nguyễn, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Liên và một số đối tượng khác đã tổ chức hội nghị quốc tế tại bang California, Mỹ và công bố thành lập tổ chức với tên gọi Mạng lưới nhân quyền Việt Nam. Để thu hút sự quan tâm của dư luận, đánh bóng, gây thanh thế trong cộng đồng hải ngoại, Mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã đưa ra mục tiêu hoạt động gia tăng có hiệu quả các hoạt động dân chủ, nhân quyền trên thế giới để thúc đẩy tiến trình cải tiến dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu trên, tổ chức này đã thiết lập các trang mạng xã hội, website để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video, hình ảnh nhằm tuyên truyền, xuyên tạc về vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Cùng với đó, Mạng lưới nhân quyền Việt Nam còn quan hệ, móc nối, vận động sự bảo trợ của một số nghị sĩ của Mỹ có quan điểm thiếu thiện chí với Việt Nam và tăng cường móc nối, quan hệ với các tổ chức thường xuyên có hoạt động vu cáo, xuyên tạc chống phá nhà nước Việt Nam về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc. Từ khi thành lập đến nay, Mạng lưới nhân quyền Việt Nam thường xuyên công bố báo cáo nhân quyền, nội dung lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc ở Việt Nam để xuyên tạc sự thật, phục vụ cho mục đích bôi lem, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực. Từ năm 2002 đến nay, Mạng lưới nhân quyền Việt Nam đã trao giải thưởng này cho hơn 60 cá nhân. Những người được tổ chức này vinh danh nhận giải thưởng cũng là những thành phần quen thuộc trong các hoạt động vi phạm pháp luật, chống phá đất nước núp dưới danh nghĩa là tù nhân lương tâm, dân oan, tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị, kẻ đã ra tù, kẻ thì đang bị giam giữ hoặc đang bị khởi tố, xét xử. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam cũng đã công bố giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2023 để tôn vinh các đối tượng Trần Văn Bàng, Yves Onier và Lê Trọng Hùng. Đây là những kẻ rêu rao xuyên tạc rằng họ là những nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa đang bị giam cầm trong nhà tù cộng sản. Theo thông tin được tổ chức này chia sẻ trên các trang mạng xã hội, thì Mạng lưới nhân quyền Việt Nam sẽ tổ chức trao giải tại thành phố Toronto, Canada với sự hợp tác của Ủy ban yểm trợ phong trào dân chủ quốc nội Toronto vào ngày 10 tháng 12 năm 2023 nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 75. Vậy chân dung của những kẻ vừa được nhận cái gọi là giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2023 là ai? Đối với Trần Văn Bang, sinh năm 1961, quê quán Hải Dương, bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án 8 năm tù giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Bang là người đã sử dụng 3 tài khoản Facebook để soạn thảo, đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, thể hiện thái độ thù ghét, bất mãn đối với Đảng, nhà nước và các vị lãnh đạo. Không những vậy, y còn có hành vi tàng trữ nhiều tài liệu, sách báo, trong đó có 4 cuốn tài liệu tuyên truyền chống nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc, nhân dân các nước, kích động bạo lực. Với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, việc Trần Văn Bang bị tòa tuyên phạt 8 năm tù giam là đúng pháp luật. Yves Onier, sinh năm 1970, trú tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đắk Lắk tuyên phạt y án sơ thẩm 4 tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Yves Onier là người đã từng có một tiền án về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 9 năm tù giam. Vậy nhưng sau khi chấp hành xong án phạt tù vào tháng 12 năm 2011, đối tượng đã ngựa quen đường cũ khi lập tài khoản để đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung vu khống, xúc phạm, bôi nhọ uy tín, danh dự của Đảng, nhà nước, chính quyền địa phương và lực lượng công an trên địa bàn huyện Cư Quyên và tỉnh Đắk Lắk. Với những hành vi gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, xâm hại đến uy tín của cơ quan Đảng, nhà nước ở địa phương và gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đắk Lắk tuyên phạt y án sơ thẩm 4 năm tù giam với Yves Onier về tội danh trên. Còn với Lê Trọng Hùng, tức Hùng Gàn, sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù giam và 5 năm quản chế kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Lê Trọng Hùng đã thông qua Facebook đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong dư luận, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Có thể thấy bản chất của cái gọi là giải thưởng nhân quyền Việt Nam hay báo cáo nhân quyền Việt Nam cũng chỉ là chiêu trò đến hẹn lại lên của tổ chức Mạng lưới nhân quyền Việt Nam cũng như những tổ chức, cá nhân khác vốn lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá Việt Nam. Chiêu trò này tuy quá cũ nhưng nó vẫn như cú hích nhằm tìm kiếm nguồn tài chính hỗ trợ, đồng thời để cho các đối tượng trong nước bấu víu, tiến hành các hoạt động chống phá đất nước.